Nhìn vô đây nè. Cảm ơn ai? Mang ngại. Nói cho con gì? Cho con nghẹo. Đầu, đầu bỏ họng rồi, bỏ họng ăn thử rồi. Đầu ngon sao, ngon sao, ngon sao, nhìn đây nè. Nội ơi, con phát kẹo dẻo lắm nè. Nè con. Nè con hôm qua tới giờ nè. Đã con giấu rồi, con cho. Này. Con đổ ra, con định cho nó ăn ít ít nè, mà hôm qua tới giờ nó ăn còn nhiêu đây nè. Nó quậy ba nó nè, ba nó kêu lấy cho nó ăn nè. Giờ chỉ còn có nhiêu đây nè. Đào kẹo dẻo ngon sao? Ngon sao? Đào. Nè cho con vài cục nữa nè. Rồi nghỉ nha. Nè. Lấy ba màu nha. Nè, ba màu nè. Đào cảm ơn nội cách nữa rồi. Nhìn vô đây nào. Nhìn vô đây nè, nhìn vô màn hình nè, cảm ơn nội rồi. Mang ngại. Cựng cho đạp bóng bể luôn. Đã kêu đừng có nhảy, nhảy mà cứ nhảy hoài. Chị giới thiệu phòng cho cái khác đi. Đóng phòng vô phòng bóng khác. Đi bể kìa đó, xẹp lép rồi đó. Nó xuống nó biểu tao lên đánh liền à. Như đẻ trước. Trời ơi, cô
kỳ, bay ớt kỳ, tết rồi. Bỏ gì vô gác con? Bỏ vô gác đây ơi. Đi xuống rồi. Lộc có hai siêu nhân bự luôn trời. Ba con luôn. Ê, bỏ con đâu? Đây con. Ai ở đâu? Con này bể nè. Còn có ba con nè. Bỏ ba con bể. Con nó bể luôn rồi. Con kia cũng bể luôn rồi. Ham bù, cá bù. Ờ, để đây, hồi ba sập, ba xẹp nó xuống. Bỏ vô đó đi, hồi ba xẹp xuống. Ờ. Còn được hai con hả? Ừ. Ba kêu.
nhà nó chờ tao là hôm á. Ngủ luôn. Tướng ngủ gì kỳ vậy trời. Ủa Lập chơi gì vậy? Chơi xe. Đâu đâu đâu, xe nào? Xe cảnh sát. Đâu đâu? Cảnh sát. Cảnh sát đúng rồi. Rồi xe nào nữa? Xe sát bự. Đu hai chiếc luôn. Đâu ta, chiếc xe cẩu đâu ta, không biết luôn. Không biết xe cẩu bự nằm đâu luôn. Cậu bự. Đúng rồi. Hay dữ rồi trời. Đâu xe màu, xe này là xe gì? Xe này là xe gì? Cậu. Cậu. Bỏ. Ý. Bỏ không. Đủ Lộc biết luôn. Đâu con nói coi. Nội ơi. Rồi. Ngày mai đi đâu? Ngày mai đi đâu? Nè, Chúc đi đâu? Chúc đi đâu? Đâu nè, nhìn vô đây nói nè, Chúc đi đâu? Tắm biển. Tắm biển hả? Ai ai dẫn Lộc đi tắm biển? Út tắm biển. Nè con nói nội ơi coi. Nội. Nè nhìn lên đây nè. Nội ơi. Nội. Ngày mai con đi đâu? Tắm biển. Tắm biển. Vui không? Tắm biển vui không? Vui. Nè tắm biển vui không? Ừ. Rồi con nói gì với nội nè. Nè con nói với nội làm sao? Nói với nội làm sao? Nội ơi con đi đâu? Bố xe dậu chơi. Cảm ơn gì? Cảm ơn ai? Mận gì? Cảm ơn ai? Bà gì? Bà gì? Bận gì? Cảm ơn bà nội. Mơn nội. Là xe qua rồi. Cảm ơn ai? Cảm ơn ai? Mơn nội. Chơi xe. Ông không biết xe cảnh sát là xe nào luôn ta. Lộc biết không ta? Không biết. Không biết hả? Ừ. Là xe cảnh sát là xe nào không? Không biết đâu. Không biết đâu hả? Đâu giờ mới coi coi xe cảnh sát nằm đâu. Trời ơi. Xe hư rồi. Đâu nó bị gì mà hư? Trời. Trời. Trời ơi mất. Đâu kiếm coi còn xe nào nữa không? Ừ. Bỏ chết không phải xe hư. Xe hư. Xe hư hả? Chụi lại. Đã chụi lại. Đã chụi lại.
Ừ. Ta sửa lại. À đi đem đi sửa đúng không? Ừ hả? Ừ. Út dạy sao? Phải gì? Phải dạ. Dạ. Hết chân. Hết chân. Hết chân. Ngọc đi đâu ạ? Dạ về. Đâu nói xe bị gì rồi? Xe bị gì rồi? Vô đây xoay qua đây ơi. Xe bị sao? Xe chỗ lại. Xe. Bả. Xe tha hư. Xe. Chỗ. Trời ơi. Ngoại bị lăn rồi. Trời ơi. Nè con này nè. Nè trong vỏ gác kìa, chích nó luôn. Cái đầu đó đó. Chích nó. Không có mà. Con chích nó nổ đó. Bóng còn nó nữa là chích. Hết rồi. Ở dưới còn không? Không có. Có. Còn hai cái trên nóc nhà còn tư. Mà khách đang ngồi đó nên không lấy được. Xuống kêu chị Hai lấy đi. Kêu chị Nhi lấy đi. Không, chị. Chị. Chị ơi. Chị lấy. Hai bóng trời. Đập. Ly lợm. Ai mua bánh cho con à? Bánh. Đâu, gì? Ăn bánh kia nó mềm. Bánh đó mà. Cầm lên. Wow. Wow, ngon dữ vậy. Cắn thử miếng rồi. Wow, ngon không? Số 1. Ai mua cho con ăn vậy Lộc? Ba luôn. Ngon không? Ngon. Rồi gái ăn hết đi, ăn hết miếng đó đi. Ăn tôm đi. Con tôm đó. Có tôm đó, bắt tôm ăn đi. Số 1, ngon. Vô, ok.